tài lộc nha. Mới lấy đá xong nha cả nhà. Quá chạy theo sóng kìa. Chiếc này bị ngang nó 5 mét mấy nha cả nhà. 5 mét 9 đến 5 mét 6 nha, khoảng đó đó. Thẩm mũi nhọng lái. Chiếc này tàu cái nha. Sàn khô hai chân. Chiều dài là 22 23 m. Nói chung là cỡ 22 m đổ lại đó. Thẩm mũi nhọng lái. Chắc bữa nay chạy biển luôn quá. Quá trời. Chiếc tàu cái nha. 6 mét mấy bề ngang. Bữa nay chạy ra khơi luôn. Lết bay nha cả nhà. Hai nghề luôn. Dài xa micro cabin 3 tầng sàn khô 6 chân. Ghe chưa gấp thẩm. Đẹp quá. Tàu đợt đây. Tàu đực 5 mét mấy nha. 90568TS. Sàn khô 6 chân. Cabin 2 tầng. Dài 21-22 mét nha, chiếc tàu đực này. Chiếc tàu cái đang chứa nước đá rất là khẩm, bay lết luôn nha. Hai nghề máng neo thì một bên xài xa xa đơn nha. Ghe tên là Hiếu Nghĩa, cabin 3 tầng, sàn khô 4 chân. Quá đẹp. 6 mét mấy bề ngang. Quá kéo sóng rồi. Chín năm ba không một TS. Hiếu Nghĩa của mình K38 nha. Ở phía trên đây mà ảnh có làm cái phần cái lồng nữa nè, để mấy cái thùng lưới như này nọ. Chiều dài chiếc này là 26-27 mét. Quá kiều, nhìn đẹp. Tàu cái nha. Bữa nay chạy xuất hành luôn. Hơi trễ. 91595TS. Bay lết luôn. Tài lô bả nha. Quá chạy rồi. Cái này bề ngang nó 5 mét mấy nha cả nhà. 5m8, 5m9 gì đó. Bề dài khoảng 21 mét đổ lại nha. Bắt sao lại rồi hả?
phẩm ha. Này chắc chạy 14 hoặc 16 tour đó, hai cái đó thôi. Cái tàu cái nha cả nhà, chạy đi lấy đá nha, chuyến này. Chuyến này bị ngang 6 mét mấy. Mũi cao. Ốp bị nóc mũi lồ luôn ha. Sàn khô 4 chân, cabin 3 tầng. Dài 25-26 mét. Trước mặt cả nhà, đây là chiếc tàu sắt nha, Kiên Giang 95924 TS. Cabin Thái Lan, Hàn Giang, tàu tải, kim thu mua luôn. Dài quá, cỡ 30 mét đổ lại á, ngang cỡ 7 mét 2 đổ lại, tàu sắt nha. Xài lô bả. Lưới xù nha. 6 mét mấy bề ngang nha cả nhà. Mẫu đời mới. 95699 TS. Quá khẩm rồi. Bơi lấy đá xong chắc bữa 12 chạy quá. Dài 26-27 mét nha. Lưới sầu cẩm bình, cabin 3 tầng. Thẩm mũi thì nhổng lái. Chiếc này tàu cái luôn nha. Dáng này thì đời cũ rồi, ngày đơ. Chạy lấy đá gì đó. 92963 TS. Sàn khô 4 chân. Ghe xài lô bả nha. Chiều dài là 22-23 mét. Cỡ đó đó. 22-23 mét đổ lại nha. Cabin 3 tầng. Ngang có 6 mét đổ lại. Một em tàu cái nha. Chín năm một hai một TS. 6 mét mấy nha chiếc này. Có lên bè gió nữa. Ủa 4 chân, không có sàn khô. Dài có 20 mét đổ lại nha. Chứ nó ngắn nha. Chắc chạy đi lấy đá đó. Ghe này xài lô bả. Ghe này ghe sữa nha cả nhà. Lai tùm lum hết trơn.
Tàu đợt đây, tàu đợt 5 mét mấy nha. KR90418TS. Cẩu quá thấp rồi. Tầng khô 4 chân. Cabin 2 tầng rưỡi, 3 tầng đó. Tấn phát.